Dạ, kính thưa cho quý chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy cô và anh chị, hôm nay tôi xin trình bày đề tài liệu pháp bộ 3 có phải là giải pháp tối ưu cho bệnh nhân điều trị COPD hay không. Chúng ta đã biết mục tiêu của điều trị của bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định, tức là chúng ta làm thế nào để giảm được triệu chứng, giảm nguy cơ, trong đó có ngăn ngừa bệnh tiến triển, ngăn ngừa các cơn kịch phát, cũng như để giảm thiểu cái nguy cơ tử vong. Trước đây thì chúng ta biết ICS-LABA, khi kết hợp ICS-LABA là một cái lựa chọn hàng đầu khi ở đối với bệnh nhân COPD giai đoạn 3 và 4 có nhiều cơn kịch phát. Và trong thực tế lâm sàng chúng ta thấy ngoài cái hạ thấp được cái cơn kịch phát, cái phức hợp này cũng tăng chất lượng cuộc sống cũng như là tăng chức năng phổi. Tuy nhiên chúng ta thấy đối với nếu chúng ta sử dụng ICS liều cao và đặc biệt là điều trị kéo dài thì nguy cơ có nhiều biến cố bất lợi, trong đó có viêm phổi cũng như là những trường hợp tăng cái nguy cơ phát triển bệnh lao, đặc biệt trên các quốc gia có tần suất lao cao như Việt Nam chúng ta. Thế thì ta không dùng ICS thì thuốc giãn phế quản bản thân nó có ngăn được cơn kịch phát hay không, thì chúng ta thấy nhiều nghiên cứu chứng minh là tiotropium có hiệu quả trên ngăn ngừa cơn kịch phát tương đương với nhóm ICS-LABA. Và khi chúng ta phối hợp hai loại thuốc giãn phế quản LABA-LAMA thì cái việc phối hợp này có cải thiện chức năng phổi so với liều đơn trị, và cũng như là và cũng như là giảm cơn kịch phát so với nhóm đơn trị, và cũng như nghiên cứu FLAM mà chúng ta đã biết đó là hiệu quả của phối hợp FLAMA tốt hơn ICS-LABA trong việc giảm cơn kịch phát. Thế thì thuốc giãn phế quản, đặc biệt là phối hợp thuốc kết hợp liệu pháp kép giãn phế quản là một lựa chọn đầu tay hàng đầu cho các điều trị COPD trong các nhóm. Và trong GOLD 2019 chúng ta thấy là chúng ta dựa vào cái hai biến số triệu chứng và tần suất cơn kịch phát để người ta đưa ra cái khái niệm điều trị thuốc ban đầu. Tuy nhiên chưa có bằng chứng có cao cho việc hỗ trợ cho cái lựa chọn ban đầu này. Và nếu chúng ta chỉ dựa vào cái tiền sử cơn kịch phát, dựa vào triệu chứng của bệnh nhân thì rất là chủ quan. Có những cái yếu tố chủ quan khách quan khác, ví dụ như là chức năng phổi FEV1, hoặc là chúng ta không dựa vào cái kiểu hình của bệnh nhân, kiểu hình COPD, thì rất khó chúng ta những ngày lâm sàng chọn lựa được cái liệu pháp điều trị ban đầu. Và cũng như nhiều thầy thuốc chúng ta nói là tại sao chúng ta không dùng tối ưu giảm tối đa triệu chứng, giảm tối đa cơn kịch phát bằng những thuốc mạnh tốt hơn, ví dụ như thay vì LAMA thì chúng ta có thể dùng LABA-LAMA được không, hay là chúng ta dùng ICS-LABA thì chúng ta thay bằng tiếp bộ therapy được không. Tuy nhiên cái mà chúng ta an tâm là hiện nay chúng ta đã có những cái chứng cứ cho phép chúng ta chuyển đổi những cái liệu pháp ban đầu sang liệu pháp khác khi liệu pháp ban đầu không có cần thiết nữa, không có hiệu quả nữa, hoặc là có nhiều biến cố bất lợi. Chúng ta có thể tăng bậc, hạ bậc, để set out, set up, đặc biệt là với cái liệu pháp bộ 3. Thì trong những năm gần đây chúng ta thấy từ năm 2016 đã có nhiều nghiên cứu để mà chúng ta nói lên nghiên cứu để mà xem xét cái tính hiệu quả cũng như tính an toàn của cái liệu pháp bộ 3. Thứ nhất là chúng ta thấy nghiên cứu Triguli, nên là nghiên cứu so sánh giữa cái liệu pháp triple therapy so sánh với ICS-LABA, và cái tiêu chuẩn đánh giá đó là chức năng phổi ở tuần 26, chất lượng cuộc sống tuần 26, đánh giá tần suất cơn kịch phát ở tuần thứ 52. Qua thời gian nghiên cứu thì chúng ta thấy là phức hợp điều trị bộ 3 đã cải thiện được FEV1 trước và sau khi dùng thuốc so với nhóm ICS-LABA, cũng như là cải thiện được chất lượng cuộc sống, đồng thời cải thiện được tần suất xuất hiện cơn kịch phát cũng như là tăng thời gian xuất hiện cơn kịch phát đầu tiên.
Tiếp theo nữa là nghiên cứu tribute, đó là nghiên cứu giữa cái nhóm liệu dược sử dụng liệu pháp bộ ba so với nhóm sử dụng thuốc giảm huyết áp kép. Thì tiêu chuẩn đánh giá cũng là tần suất cơn kịch phát trung bình và nặng cũng như là tính an toàn. Sau thời gian nghiên cứu thì chúng tôi thấy cái bộ ba này có tần suất xuất hiện cơn kịch phát thấp hơn nhóm sử dụng kép, nhóm thuốc giảm huyết áp kép có ý nghĩa thống kê thì giảm trên 15%. Tuy nhiên chúng ta khi mà dưới nhóm á, thì chúng ta thấy ở những nhóm nào, những nhóm bệnh nhân có viêm quản mãn tính và bạch cầu ECmo lớn 2% thì cái sự khác biệt đó mới có ý nghĩa thống kê. Còn những nhóm khí phế tổn hay là nhóm bạch cầu ECmo thấp hơn 2% thì cái sự khác nhau về tần suất xuất hiện cấp không có ý nghĩa thống kê. Qua nghiên cứu impact thì tôi thấy đây là một nghiên cứu so sánh ba nhóm một điều sử dụng liệu pháp bộ ba, nhóm sử dụng liệu pháp kép thuốc giảm huyết quản và ICS là ba, và đặc biệt là nhóm tiếp bộ sử dụng nhóm tiếp bộ này sử dụng một dụng cụ hít Elita. Thì qua nghiên cứu thì chúng ta thấy nhóm mà sử dụng liệu pháp bộ ba có giảm cơn kịch phát nặng và trung bình thời gian cơn đến cơn kịch phát đầu tiên tốt hơn so với nhóm thuốc giãn phế quản kép cũng như là ACP3. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy tần suất xuất hiện cái tần suất cái viêm phổi ở nhóm sử dụng ICS cao hơn so với nhóm chỉ sử dụng thuốc giãn phế quản kép. Thế thì chúng ta thấy là tuy cái nhóm sử dụng MOBA có nhiều ưu thế so với các phác đồ khác, tuy nhiên chúng ta cần cân nhắc sử dụng ICS như thế nào giữa lợi và hại, và chúng ta phải cần nhận diện bệnh nhân có thích hợp với điều trị ICS không, có thích hợp với điều trị triple therapy không, qua của bệnh nhân có nguy cơ cơn kịch phát qua phenotype, qua đáp ứng điều trị mà cũng như qua những cái dấu ấn sinh học. Thế thì dựa vào cái hình chúng ta thấy CBD thì có nhiều cái hình ACO, cái hình bệnh động mắt, cái hình tương cấp thường xuyên, suy mòn thể chất, rồi suy mòn cảm xúc, khí phế thủng, giảm chức năng nhanh chức năng phổi. Thì qua nghiên cứu thì chúng ta thấy có hai kiểu hình mà thích hợp điều trị ICS, đó là hội chứng chồng lấp. Chúng ta đã biết chúng ta chẩn đoán trường hợp chồng lấp bằng hai triệu chứng chính hoặc là một triệu chứng chính, hai triệu chứng phụ. Triệu chứng chính đó là gì? Nó là test sạm phế quản đáp ứng mạnh, có tăng eosinophil trong đàm, có tiền căn hen. Và triệu chứng phụ đó là tăng ICO toàn phần, có tiền căn dị ứng mà cũng như có ít nhất hai lần có test sạm phế quản dương tính. Và cái kiểu hình thứ hai đó là có cơn cấp thường xuyên trên hai đợt cấp trong một năm và ít hay là trên một lần cấp có đợt cấp phải nhập viện. Thế thì ngoài cái kiểu hình thì chúng ta có thể dùng cái dấu ấn sinh học marker để nhận diện được đối tượng nào có khả năng nhiều cơn kịch phát để chúng ta sử dụng ICS. Và qua các nghiên cứu chúng ta thấy có nhiều cái nhiều cái dấu ấn sinh học có liên quan đến việc xuất hiện kịch phát. Trong đó chúng ta thấy nhóm bạch cầu ái toan mà cũng như nhóm interleukin 1 beta có giá trị cao trong tiên lượng xuất hiện cơn kịch phát. Và trong ứng dụng của các phác đồ điều trị chúng ta thấy họ chỉ đưa vào ICS khi phối hợp với LAMA trong những trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao đối với bệnh nhân hiệu chứng có hội chứng trùng lấp, có kiểu hình khí phế thủng hay là viêm quản tính có cơn kịch phát thường xuyên. Cũng như tác giả Viravito đưa ra cái lược đồ điều trị gồm hai bước, chúng ta thiết bộ cái nhóm chỉ được đưa vào ICS khi chúng ta có bạch cầu ái toan tăng mà thôi. Và điều này, cái việc sử đưa sử dụng nó thì đã được chứng minh qua nghiên cứu của sinh xét, tức là chúng ta thấy những nhóm bệnh nhân nào trong nghiên cứu này người ta so sánh giữa nhóm sử dụng của ba và nhóm sử dụng thuốc lãng phí của kép, và người ta nhận thấy rằng cái nhóm của ba cải thiện hơn cái nhóm liệu pháp kép về cái chức năng phổi, về tần suất sử dụng cấp khi bạch cầu ái toan tăng trên 300 với trên 300 trong một microlit. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy rằng cái giá trị của bạch cầu ái toan không khẳng định, có thể thay đổi
Chúng ta biết những nghiên cứu của PASCO và đồng sự, thì trong một nghiên cứu 33% các bệnh cải toan nhỏ 2% trong giai đoạn sàng lọc, tuy nhiên đến nhưng mà tăng trên 2% ở cái tuần thứ 52. Cũng như trong nghiên cứu về tính khả năng viêm mà của bệnh cải toan của trong một CBD trong vòng 3 năm, thì chúng ta thấy 49% bệnh nhân có bệnh cải toan dao động trên mà dưới 3%, trên mà dưới 2%. Và trong một nghiên cứu về so sánh về ổn định của bệnh cải toan đối với bệnh nhân bệnh hội chứng mãn tính, thì trong vòng 8 năm thì chúng ta thấy đối với bệnh nhân có bệnh cải toan nhỏ hơn 340 trong một colit thì mới ổn định. Còn những bệnh nhân nào có bệnh cải toan trên 340 thì thường là thay đổi không ổn định. Và chúng ta sẽ biết rằng khi đưa vào một cái liệu pháp ACS và pháp điều trị, thì chúng ta nếu chúng ta thấy cái liệu pháp đó không lợi ích nữa, tức là không có cơ kịch phát nữa, thì chúng ta khuyến cáo chúng ta không nên sử dụng cái đó trong vòng quá 3 năm. Và đặc biệt trong một số trường hợp CBD, mình cũng thấy cái cơ kịch phát này chỉ xảy ra trong vòng theo mùa thôi, không phải là suốt năm chúng ta bị cơ kịch phát mà chỉ theo mùa thôi. Thì nguyên nhân có thể chúng ta là do virus, có thể là do không bị ấm ướt, đó chúng ta thấy vai trò của vaccine phòng mống cúm, rồi chúng ta cải thiện cái điều kiện sống, cũng như có thể một số tác giả cho là tăng cường vitamin D thì hơn là chúng ta sử dụng ACS suốt năm. Và chúng ta biết là nhiễm trùng là một cái điều kích phát cho việc xuất hiện của cái cơn kịch phát. Do vậy trong một nghiên cứu, như ta thấy đối với bệnh nhân mà CBD đang sử dụng không có ACS mà có cái triệu chứng nhiễm trùng hô hấp, thì chúng ta có thể sử dụng liệu pháp ACS là 3 trong 10 ngày để tránh cơ kịch phát, và cho thấy cái tỷ lệ này thấp hơn, có tần suất xuất hiện cơ kịch phát thấp hơn so với nhóm chứng. Và cái điều này cũng đã được đưa vào cập nhật trong Gold 2019. Do vậy chúng ta cân nhắc giữa cái lợi và hại khi dùng ACS lâu dài. Chúng ta khuyến cáo rằng đối với bệnh nhân có cơn cấp nặng nhập viện trên 2 lần một năm, các bệnh cải toan trên 300 trong một microlit, có tiền căn hay là mới cái xuất chẩn đoán là hen, thì chúng ta khuyến cáo có thể chúng ta dùng ACS. Còn đối với bệnh nhân mà viêm phổi tái diễn nhiều lần, bệnh cải toan nhỏ hơn 100, có tiền sử lao phổi, bệnh nhân lớn tuổi, BMI thấp, thì chúng ta khuyến cáo hạn chế sử dụng ACS tổng cách tối đa. Và theo tác giả Cấp Lăng, chúng ta thấy khi ACS không có tác dụng nữa, ta không còn kịch phát nữa, thì chúng ta có thể hạ bậc ACS theo mỗi 6 đến 12 tuần bằng giảm từ chúng ta sử dụng ACS liều cao đến hạ đến liều trung bình, liều thấp, và có thể rút khỏi ACS. Và nếu chúng ta thấy là bệnh nhân này có xuất hiện cơn kịch phát nặng và trung bình, hoặc là bạch cầu đang tăng trở lại, thì chúng ta có thể sử dụng lại ACS. Và qua cái nghiên cứu chúng ta thấy là nghiên cứu về rút ACS ra khỏi phác đồ điều trị, chúng ta thấy như nghiên cứu Wisdom, chúng ta thấy cái việc rút ACS nó không có làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn kịch phát trung bình và nặng. Cũng như cái nghiên cứu sinh sát, chúng ta thấy là sau thời gian hạ bậc rút ACS ra, chúng ta thấy cái sự thay đổi về FM1 không có ý nghĩa thống kê, không có quan trọng. Cũng như chúng ta thấy thời gian xuất hiện cơn kịch phát trung bình và nặng là hầu như là không là giống nhau, không khác biệt. Và khi chúng ta thấy không thiếu gộp các nghiên cứu về sự rút ra của ACS, thì chúng ta thấy tất cả nghiên cứu đều không có thì biểu hiện về sự tăng tần suất cơn kịch phát. Đó là chúng ta nói về những cái step down, tức là hạ bậc đối với cái liệu pháp bộ 3. Còn khi chúng ta thấy liệu pháp bộ 3 không cải thiện về tần suất cơn kịch phát, đặc biệt là trên bệnh nhân có viêm gan mãn tính có FM1 thấp dưới 5%, thì cũng đã có nhiều chứng cứ để chúng ta có thể chỉ định thêm một cái loại thuốc kháng viêm nữa, ví dụ như Comifilat. Và đặc biệt là chúng ta cũng có nhiều chứng cứ để sử dụng Azithromycin đối với những CBD có nhiều cơn kịch phát, còn nhiều cơn kịch phát có hút thuốc lá, có vi trùng thường trú canh ông đàm, thì chúng ta có thể chỉ định sử dụng Azithromycin. Kết luận, CBD là một bệnh lý không đồng nhất, có nhiều cơ chế bệnh học, mà hiện nay được điều trị ban đầu
Nên chúng ta dựa vào nguy cơ và kiểu hình. Liệu pháp kép thuốc giãn phế quản là một lựa chọn hàng đầu. Và liệu pháp bộ 3 là một lựa chọn đối với bệnh nhân COPD còn nhiều cơn kịch phát khi đang trị với là Balama hoặc ACD3 có kết quả toàn trên 100. Và chúng ta cân nhắc lợi ích và nguy cơ để mà điều chỉnh sử dụng ICS. Bài trình bày của chúng tôi đến đây xin cảm ơn chúng tôi đoàn và các anh chị thầy cô với các đồng nghiệp đã lắng nghe.